chào cả nhà thân yêu và các bạn ha. Chào cả nhà thân yêu và các bạn, một năm mới phát tài phát đạt và sự như ý ha. Phúc bên gia đình ha. Hôm nay là ngày 3 Tết đó cả nhà. Và mình cũng đi mẹ quan âm cúng nha cả nhà, với đi cồn cho mấy bé nhỏ này nó tắm nha cả nhà. Giờ Tết ha. Đó. Rồi mình để mình quay mà sao cho cả nhà xem cái bờ kè Hồng Ngự quê mình này ha. Đây nè cả nhà, mình đang ở trên cái cầu của thành phố Hồng Ngự nè cả nhà. Ở đây là bờ kè nè cả nhà. Ồ, rất là đẹp luôn ha. Còn đây là trên cầu nè. Wow, rất là nhiều là xe luôn ha. Là đi chơi rất là nhiều luôn nha. Rồi giờ mình sẽ đi thôi. Giờ đây mình đang đi vô ra nội ô của thành phố Hồng Ngự nè ha. Đây là mặt trước của thành phố Hồng Ngự nè cả nhà. Đó mình về vô chổng là mình chạy vô khúc nữa là vô chợ nữa ha cả nhà. Khá là đẹp luôn. Rồi giờ mình sẽ kiếm đường quẹo vô tượng Phật Mẹ Quan Âm ha. Mình cúng xong rồi cái mình dẫn mấy em nhỏ đi tắm cồn cả nhà. Đây mình đã tới tượng Phật Mẹ Quan Âm đấy cả nhà. Tượng Phật ở đây cái đền nhỏ đấy cả nhà, nhưng mà được khá nhiều người đến cúng viếng nha. Là do người ta tin tưởng cả nhà. Đây là cá phóng xanh nè cả nhà. Đó. Đây là con ba ba hay con ruồi cả nhà. Như con ba ba cả nhà, cũng đã phóng xanh ha. Ở đây người ta bán cá phóng xanh rất là nhiều luôn. Với lại người ta bán dừa tươi cả nhà. Cúng mẹ là cúng dừa không ạ. Ai bất kỳ lại cũng cúng dừa chứ ha. Đây cũng thao cá phóng xanh cả nhà. Đó, tượng mẹ Quan Âm nữa ha. Ở ngoài trời nữa ha cả nhà. Do người dân á, ta tin tưởng á, ta tượng lên người ta thờ cúng nha. Lúc trước á, khá là đơn giản luôn, như là sơ sài thôi. Giờ do là mẹ như là độ bằng ăn như dân ta bằng ăn được đó cả nhà, rồi ta tượng lên lớn người ta cúng ha. Bến nha, đó là đây mà những người ta đi trước nè cả nhà, ta đi sáng sớm á, còn mình đi dắt xế chiều ha, đó người ta đã dày ha, còn mình đi dắt
xế chiều rồi cả nhà. Đó, khá là đông luôn ha, nhiều người đi lắm cả nhà ơi. Đó, ở đây ta đưa là ba chiếc cả nhà, mà chiếc nào chiếc ấy là cũng đông khách kiểu vậy luôn. Đó, mình đang qua đò à, cái cầu xa xa đó đó cả nhà, và hôm nãy mình chạy qua đó là mình đi đi vô mẹ Quan Âm đó cả nhà, vô tượng mẹ Quan Âm á. Còn đây là mình đảo ngược lên, đi qua đò, đi qua cồn Long Khánh nha. Trước giờ đó mình thấy trên mạng người ta đăng đó cả nhà, cái cồn rất là đẹp luôn, giống như một cái bãi biển vậy cả nhà. Ngặt cái là nước sông thôi chứ phải mà nước nó trong, cái nữa là trong xanh luôn, là người ta sẽ làm tưởng là biển nha. Trên phà khá là đông luôn ha, đây là những người là người ta toàn là đi tắm cồn luôn đó cả nhà. Trong cái số người này đó chừng 1-2 người là người ta đi nội đi ngoại thôi, còn như là toàn là tắm cồn không ha. Trong đó có mình cũng đi tắm cồn luôn ha. Rồi, phà đã cập bến nha cả nhà. Mình chuẩn bị đi thôi. Chuẩn bị thẳng tiến đến nơi mình cần đến nha. Mình cũng nghe nói là khá là đẹp, mình cũng rất là nôn nao nha. Để mình đến đó coi nó đẹp cỡ nào nha cả nhà. Đây, mình đã đến bãi giữ xe của cồn Long Khánh ha cả nhà. Mình đang vô bãi giữ xe, đặng giữ xe rồi mình xuống mình tắm ha. Rồi, quá trời xe luôn cả nhà ơi, hai ba nhà xe luôn, cứng ngắc luôn ha. Rồi, mình tìm chỗ mình đậu xe và mình đi tắm biển thôi. Ổ lộn, tắm cồn nha cả nhà, tắm cồn. Quá trời đông luôn cả nhà ơi, đông dữ lắm nha. Quá trời người ta chơi nhạc luôn, cảnh phình luôn ha. Đó, đông lắm luôn nha. Bên kìa. Tết mà, ai cũng đi tắm cồn hết, nghe nói cồn này nổi tiếng lắm ha, nên ai cũng đến hết. Tắm miễn phí nha, không có vô vé nha cả nhà. Chỉ tốn tiền giữ xe, và ai muốn phao á thì tốn tiền phao, ngồi bàn thì uống nước. Rồi mình sẽ tiến sâu xuống nước nha. À, xuống dưới nước đó mình tắm nha. Cồn bòi rất là xa luôn nha cả nhà. Đó cả nhà thấy ngoài đó có hai chiếc ghe không? Đó rất là xa tút ngoài đó luôn ha. Mà cồn người nổi lắm cả nhà. Mình ra càng xa là nó càng ở trong nhật thì nó tới Nhật Bình hoặc là tới Lưu Quần thôi, còn ra xa nữa là rất là nặng nha, nhiều luôn á, xa là được tới đầu gối kìa, khá là lộng người luôn nha. Đó là bãi trên đó cả nhà, trên nó bọt bãi nha, trên đó thì bòi ra xa cái này nó gần cái này ha, khá là nhiều người tắm luôn. Con nít thì bạn áo phao ha, người nào không biết bơi thì bạn áo phao. Đó, vui lắm nha cả nhà, đông lắm luôn ha. Đây là mình đi cũng gần chiều ha cả nhà, cái sáng còn đẹp nữa, mình đi gần chiều nè. Đó, vui không, khá là vui luôn ha. Đó, giờ cả nhà mình chụp hình nha. Có mình đi chung với mẹ mình đó cả nhà, nhưng mà mẹ mình không có tắm ha, mẹ mình ngồi ở trên quán giữ đồ, tại vì mẹ mình không có vô tắm cả nhà, mẹ nói tắm sợ bệnh ha, tại mấy đứa mình tắm rất là lâu luôn nên mẹ nói tắm sợ bệnh nên mẹ không tắm ha. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây ha. Các bạn nào thấy hay thì cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Rồi mình sẽ kết thúc mình đi tắm thôi. Bye bye cả nhà nha.